Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án giấy trắng wallpaper của dự án idat.io. Các bạn có thể tải cái giấy trắng này trên trang web chính thức của dự án idat.io. Đây là cái thị trường trao đổi tài sản điện số với hệ sinh thái sản phẩm phái sinh cho cái thị trường tài sản điện số này. Đây là phiên bản giấy trắng cập nhật mới nhất vào 2 tháng 5 2018. Thì nền tảng tài sản quốc tế idat là một hệ sinh thái khép kín đầu tiên trên thế giới cho phép thị trường giao dịch tiền số phái sinh. Máy sinh thái này chứa sàn giao dịch IDAP, dây chuyền và ứng dụng IDAP, backup app và các nhiều công cụ dịch tiên tiến khác. Quan trọng nhất, IDAP có các công cụ tiền số phái sinh cho các giao dịch và đầu tư. Thì chúng tôi mang lại các lợi ích cho các việc cho các cá nhân, tổ chức và nhu cầu quản lý rủi ro hoặc những người có được lợi nhuận thông qua chấp nhận rủi ro. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành thị trường tiền số phái sinh đa dạng nhất cho cả người mua và người bán. Thì hệ sinh thái IDAP này, hệ sinh thái cho cái thị trường giao dịch tiền số phái sinh được chúng tôi xây dựng riêng để đạt được những mục tiêu trên. Hệ sinh thái IDAP này sẽ giải quyết giải pháp toàn diện cho các nhà giao dịch. Thì chúng tôi khai thác tất cả những cái lợi thế của cái thị trường giao dịch truyền thống và kết hợp chúng sao cho phù hợp với các thị trường tiền số mã hóa. Hệ sinh thái IDAP sẽ cung cấp một cái sự thúc đẩy cho thị trường tiền số đi đúng hướng, và nền tảng chúng tôi đã xác định lại các cách thức hoạt động và giao dịch và thu hút nhiều nhà đầu tư hơn thông qua cái sản phẩm chúng tôi. Nói cách khác thì chúng tôi đang mở rộng nhóm người tham gia thị trường tiền số này. Đây là cái nội dung content có trong cái mục lục, các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn về dự án này. Và đây là cái dự án dựa trên những rất là nhiều tiềm năng, và bên cạnh đó là cũng những cơ hội và thách thức cho cái dự án hệ sinh thái giao dịch tiền số hiện nay. Thì những thách thức của cái dự án này là có ví dụ như hiện nay có thiếu hệ thống giao dịch trưởng thành, hay những cái lo ngại về cái bảo mật hỗ trợ khách hàng kém, hay nhiều cái thứ khác. Và hệ sinh thái IDAP này đưa ra những cái giải pháp dựa trên những cái vấn đề thách thức ở trên. Thì IDAP mang đến cho công cụ đầu tư và cái giao dịch đa dạng cùng với nền tảng giao dịch mang tính cách mạng hoàn thiện cùng với các công cụ giao dịch tiên tiến. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng 24/7 và có độ bảo mật cao cấp nhất. Thì ở đây có dự án IDAP mang lại sự thay đổi mới cho thị trường tài sản tiền số, cam kết đổi mới thị trường tài sản với các tính năng sáng tạo nhất và mở rộng các công cụ giao dịch đầu tư, các công cụ phái sinh, loại bỏ những các hạn chế của thị trường tài chính truyền thống. Và One Stop Shop là quản lý tất cả những hoạt động đầu tư và giao dịch tiền số của bạn với các nền tảng duy nhất. IDAP cung cấp các giải pháp dưới một mái nhà từ các công ty phân tích nâng cao đến một loạt các sản phẩm thương mại đầu tư và một nền tảng có hiệu suất cao. IDAP tự hào là một cái cung cấp nền tảng giao dịch tiền số có hiệu suất cao, khả năng xử lý khối lượng giao dịch lớn trong cái thời gian hoạt động cao cấp cao và giúp liền mạch với các giao dịch tiền số. Và cái việc cung cấp chi phí giao dịch thấp giải quyết những thách thức của giao dịch tài sản tiền số. Và những cái cung cấp về sản phẩm IDAP ở đây thì IDAP đang tạo ra một cái sinh thái hoàn toàn mới được xây dựng trên để tạo được điều kiện thuận lợi cho cái thị trường tiền số phái sinh, và đó là nơi mà các nhà giao dịch có quyền truy cập vào nhiều công cụ giao dịch đầu tư, cho phép có được những cái trải nghiệm tốt hơn, liền mạch hơn và có tính chiến lược cao hơn và rủi ro thấp hơn. Tầm nhìn của chúng tôi là mang lại sự tăng trưởng cho tất cả những người tham gia thị trường, từ khách hàng của chúng tôi đến cái hệ sinh thái IDAP, thì từ đó chúng tôi góp phần vào cái sự phát triển của thị trường. Thì các sản phẩm phái sinh của hệ sinh thái IDAP ở đây là hợp đồng tương lai cho cái giao dịch tiền số. Và đây là cái giao dịch tiền số với các hợp đồng tương lai mở rộng có tính thanh khoản cao. Và các tùy chọn giao dịch tiền số, các chỉ số phái sinh của tiền số hay cái hoán đổi giá trị lâu bền. Thì cung cấp các sản phẩm mở rộng của IDAP ở đây có giao dịch spot hay giao dịch OTC cho vay P2P và cái quỹ đầu tư giao dịch với tiền số thanh toán 25 loại tiền số ETF hàng đầu và 50 loại tiền số ETF hàng đầu với cái quỹ liên danh ICO. Ở đây về cái chương trình ICO, ngoài ra còn có các công cụ giao dịch tiên tiến và các tính năng trên ứng dụng trên cái màn hình desktop. Các bạn có thể thấy xem ứng dụng trên cái màn hình này hoặc cái thang giao dịch IDAP ở dưới đây. Đó, về cái ma trận IDAP ở đây thì nó sẽ hoạt động như một cái công cụ giao dịch quan trọng. Với ma trận này, nó các nhà giao dịch sẽ có thể xem xét lại dữ liệu thị trường tất cả các kỳ hạn hợp đồng của một tài sản cũng như cái dữ liệu thị trường cho cái sự chênh lệch giá tất cả các sản phẩm tài sản trong một cái cơ sở làm việc, hay công cụ bảng IDAP Speeder và các lệnh hàm quản lý hiệu quả cho các phái sinh tiền số.
thì IDAP sẽ giới thiệu các chức năng quan trọng lệnh hàm ý để đánh giá thị trường vệ sinh cho có thể khắc phục được các vấn đề cơ bản về cái tính thanh khoản hay không, có đó cho phép các mức giá hiệu quả hơn và để đặt lệnh trước và khớp lệnh. Đây là hệ thống mô phỏng IDAP. Với các tính năng quan trọng khác của IDAP có thể thay đổi ngành giao dịch tiền tệ, đó là hệ thống mô phỏng IDAP. Ý tưởng chúng tôi là khác biệt hệ thống mô phỏng giao dịch được thiết kế đặc biệt cho cái giao dịch tiền số. Đây là kiến trúc sàn giao dịch IDAP được thiết kế để hoạt động để ở cái chế độ độ trễ thấp và lưu lượng giao dịch cao và thời gian hoạt động tối đa. Về các tính năng giao dịch ở đây có các công cụ khớp lệnh chính xác IDAP, SOR, TOMS hay tích hợp tài chính IP hệ tiên tiến, hiệu suất nền tảng. Và giao dịch của IDAP là một công cụ giao dịch nhanh có khối lượng lớn và độ trễ thấp được chứng minh qua cái giao diện ở dưới đây. Các biện pháp bảo mật của IDAP ở đây như cho phép bảo quản an toàn tiền số bằng cái ví điện tử lạnh hay kiểm tra bảo mật bên thứ ba, bảo mật hiểm trực tuyến hay bảo vệ đa tường lửa hay tiêu chuẩn 10 OWASP chứng nhận SSL và mở rộng, và các giám sát kiểm soát và quản lý thay đổi các phần quản lý sự cố và các tính minh bạch. Hỗ trợ khách hàng IDAP ở đây có thiết kế sản phẩm hợp với các nhu cầu khách hàng hay cải thiện sản phẩm dựa trên cái phản hồi khách hàng, hỗ trợ nhiều nền tảng và chi tiết câu hỏi thường gặp phải và hướng dẫn hỗ trợ khách hàng 24/7. Thì ở dưới đây là cái mô hình kinh doanh của cái IDAP này với các phí giao dịch và token. Không có phí giao dịch với những người đóng góp ICO. Phí giao dịch nó dao động từ 0,05, 0,0, 0,015 tới 0,03 là phí giao dịch phái sinh. Phí giao dịch spot là 0,05 đến 0,01. Và quỹ đầu tư ICO bảo hiểm là 2% quản lý. Phí giao dịch cho vay P2P là 7,5 đến 15%. Thì cái chi tiết chiết khấu 5% khi dùng cái IDAP IDAP token ở đây với các tỷ lệ và phí giao dịch tương ứng và cái chương trình giảm giá chương trình token. Thì ở đây cái token của IDAP viết tắt là IDAP token ERC20 room với tổng cung ở đây là 1 tỷ token. Giá token là một token tương ứng 0,03 đô la và tiền tệ chấp nhận ở đây là Bitcoin và Ethereum. Stock cap là 200 triệu IDAP và cái hash cap là 750 triệu IDAP. Về phân bổ của dự án token này thì có 75% dành cho CEO công khai, 10% dành cho team đội nhóm, 5% dành cho cố vấn và VAT, 5% dành cho dành cho các bên bơi thành viên và 5% dành cho các dự án khác. Về cái chương trình phân bổ sử dụng vốn thì 40% dành cho nền tảng phát triển sản phẩm, 4% dành cho bảo hiểm, 5% dành cho gây quỹ, 10% mình cho dự trữ, 18% mình cho vận hành và 22% mình cho marketing phát triển thương hiệu. Đây là một số cái chính sách pháp lý của dự án và lộ trình chi tiết của cái dự án IDAP này. Thì nó hình thành từ quý 4 2017. Thì hiện tại đang là quý 2018 thì bắt đầu công bố cái giấy trắng và quý 3 bắt đầu làm marketing phiên bản alpha và marketing cái sàn giao dịch IDAP. Và trong tương lai thì quý 4 2018 thì thu thập cái quỹ đầu tư mạo hiểm ICO và trong 2019 thì bắt đầu cái chức năng cho vay P2P có hiệu lực và ra mắt cái vườn ươm ICO của IDAP cho vào quý 2019. Đây là đội ngũ ban cố vấn của dự án này, các bạn có thể xem chi tiết về cái dự án này thông tin ở đây hoặc trên trang web chính thức của dự án này đều đã có. Thì các bạn có những câu hỏi thắc mắc có thể gửi về hòm thư inform@idap.io hoặc liên hệ qua cái chiến dịch bounty, có thắc mắc gửi về hòm thư bounty@idap.io hoặc tham gia cộng đồng về mạng xã hội của dự án này trên link Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, GitHub, Medium, Reddit, LinkedIn, Discord. Thì đây là cái video của mình review đánh giá về cái giấy trắng qua paper của dự án IDAP này. Các bạn có thể tải cái giấy trắng này trên trang web chính thức của dự án idap.io. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.